Vậy thì bây giờ đã có được 30 bạn rồi này. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhá. Chào mừng các em đến với bài giảng số 8, Unit 8, New Ways to Learn. Thì buổi học của chúng ta hôm nay có nội dung như sau. Gồm có 4 phần này. Phần thứ nhất là về vocabulary, từ vựng về chủ đề technology. Phần thứ hai là exercise liên quan đến từ vựng. Phần thứ ba gọi là mục 2 nhỏ về ngữ pháp. Ngữ pháp của chúng ta hôm nay thì có liên quan đến đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ. Và phần cuối cùng là phần bài tập về ngữ pháp. Ngay đi vào phần 1 nhỏ, phần vocabulary. Cô ơi, mấy bạn kia không vào được à? Mấy bạn kia vào sau nhá. Thì các bạn vào sau, còn những bạn nào mà bị lỗi, lỗi nhiều quá mà không vào được thì các bạn nhắn danh sách cho cô để cô gửi cho thầy Hồng nha. Được chưa? Rồi. Vậy thì đi vào phần 1 nhỏ. Chúng ta có phần 1 nhỏ, phần từ vựng phải không nào? Làm quen luôn với lại cái tiêu đề bài học đúng không? Vocabulary của chúng ta hôm nay liên quan đến chủ đề technology. Chủ đề công nghệ đúng không nào? Ví dụ này, technology là danh từ, chọn con dao bấm tiếp thứ hai. This technology enables computer to read handwriting. Cái công nghệ này có thể giúp cho máy tính có thể đọc được những cái chữ viết tay đúng không? Handwriting. Technology là công nghệ. Những cái mà liên quan đến gọi là 4.0 ấy chẳng hạn á, thì là công nghệ điện thoại này, máy tính bảng này, TV này, chẳng hạn như thế thì gọi là công nghệ, technology. Tiếp này, chúng ta có tính từ, đúng không nào? Digital nghĩa là kỹ thuật số. Kỹ thuật số tức là gì ạ? Ví dụ như máy ảnh kỹ thuật số thì các bạn biết rồi đúng không? Cô thấy nhiều bạn có thể chụp ảnh vào máy ảnh kỹ thuật số đấy. Ví dụ như chúng ta phân biệt giữa máy phim và máy kỹ thuật số phải không nào? Máy phim thì chúng ta cần phải có phim thì chúng ta mới chụp được. Còn máy ảnh kỹ thuật số là chúng ta có một thẻ nhớ và sau đó là chụp ảnh thì ảnh nó sẽ tự động ghi vào thẻ nhớ. Thì mình sẽ bớt đi được một cái quá trình là rửa phim á, kiểu vậy. Vậy thì digital là máy là kỹ thuật số. Liên quan đến kỹ thuật, phải không nào? Ví dụ như chúng ta có a digital camera, máy ảnh kỹ thuật số này. Hay là các em để ý cái cụm từ mà có từ go, á, động từ go cộng với lại digital hoặc là viral. Á. Đó, tự nhiên chúng ta thấy một cái go cộng với tính từ đúng không? Ví dụ go digital là trở nên kỹ thuật số, trở nên số hóa. He quickly realized that all film and video production này. Anh ấy nhận ra sớm thôi là những tất cả những cái phim này và sản xuất video, sản xuất gọi là đoạn phim á, thì sẽ trở nên kỹ thuật số. Đó. Hay là go viral, ví dụ như cái video nào mà trên mạng mà nó đang hot á, đang trendy á, mà nó lan truyền với tốc độ chóng mặt á, thì gọi là go viral. Đó. Cô sẽ đánh vào chat cho các em xem nhé. Go viral này. Ok. Vậy thì digital, trọng âm dây bấm tiết đầu tiên. Đừng bạn nào đọc là digital nhé. Digital, kỹ thuật số, tính từ. Có đuôi AL này nè. Đấy. Tiếp theo này. Tiếp theo là chúng ta có một cái tính từ mà chúng ta học được từ bài 5 đúng không? Học bài computer là tính từ có thể mang theo hoặc có thể xách tay. Gọi là portable đúng không? Trọng âm 1, portable. Ví dụ a portable TV là TV xách tay được đúng không? Hay là portable laptop chẳng hạn. Ừ, thì là máy tính xách tay. Đấy. Ví dụ thứ hai, the equipment is lightweight này. Cái thiết bị này thì rất là nhẹ này. Portable là có thể mang theo, có thể xách tay and easy to store. Và tiếp theo có một cái từ mà chúng ta cũng hay gặp này, mà các bạn toàn đọc là mobi ấy. Chúng ta đọc từ này là mobile, trọng âm đầu tiên, âm I, mobile. Hoặc là anh Mỹ đọc là mobile sao? Rồi, nghĩa của nó là di động, có thể mang đi, tính từ nha các em. Ví dụ em có mobile phone là điện thoại di động. Hay là mobile number là số điện thoại di động, phải không? Hoặc là có cái cụm a mobile police unit là đơn vị cảnh sát lưu động á. Thì mobile có nghĩa là di động.
chuyển động liên tục, có thể mang đi. Mobile, cái nghĩa có thể mang đi thì nó hơi na ná cái từ portable, phải không nào? Vậy chúng ta có portable này, có thể xách tay này, ở mobile là di động. Ok chưa? Tiếp theo, chúng ta có một từ vừa là động vừa là danh này. Access, động từ truy cập. Access the internet là truy cập mà vào internet, truy cập mạng đúng không? Vậy thì khi mà các em sử dụng nó như một động từ thì các em sẽ có access cộng với noun, truy cập vào cái gì? Phải không? Access the computer chẳng hạn, hoặc là access the internet. Nếu như các em muốn sử dụng nó như một danh từ, có nghĩa là quyền truy cập hoặc là lối vào á, thì các em sẽ phải dùng với lại to nữa. Access to the computer system, hoặc access to the building, là lối vào tòa nhà. Or you need a password to get access to the computer system này. Nhớ cho cô từ to, nó sẽ đi với lại access, danh từ thôi nhé. Còn access verb thì đằng sau access sẽ là một danh từ luôn. Ví dụ muốn truy cập cái gì thì mình nhét nó vào đấy. Ví dụ truy cập mạng thì là access the internet, truy cập máy tính thì access the computer. Đó là động từ và danh từ nhá, của access, trọng âm đầu tiên. Tiếp này. Đấy, cũng được 39 bạn rồi đấy. Chắc là cũng sẽ vào được hết thôi, không sao đâu. Tiếp theo chúng ta có một từ. Để cô thu nhỏ cái này vào đã nhá. Chúng ta có một động từ identify. Identify. Ngon. Diện. Ví dụ như là rồi nhá, nhận dạng nhận diện này, identify. She was able to identify her attacker. Cô ấy có thể nhận diện ra người tấn công mình, phải không? Vậy thì cái identify này nó có thể nhận diện người này, nhận diện vật đều được. Ví dụ identify the missing phone chẳng hạn. Nhận dạng cái máy điện thoại bị mất. The missing phone. Đấy. Identify, nhận ra, đúng không? Nhận dạng, nhận diện. Động từ nha. Identify. Một cái động từ mà các em rất là quen, đúng không? Cải thiện hoặc là tiến bộ. Cải thiện thì cải thiện cái gì đó. Còn tiến bộ thì là ai đó tiến bộ, phải không? Improve. Đấy. Ví dụ như là tiếng Anh của tôi được cải thiện, tiếng Anh của tôi tiến bộ chẳng hạn. Thì I hope my English will improve. Đúng chưa? When I go to England. Improve, cải thiện hoặc là tiến bộ. Động từ. Trọng âm thứ hai rơi vào prove. Improve. Tiếp đến là chúng ta có cái gì đây? Nhớ các em nhìn vào tranh nhá. Chúng ta thấy một cái laptop. Một cái laptop đúng không? Bên cạnh là một cái... hình như là ở cái góc trên trên này nó còn có điện thoại nữa đấy. Vậy thì những cái như là máy tính này, điện thoại, laptop hay là phone, hay là smartphone, hay là printer, máy in, hay là television chẳng hạn, thì chúng ta gọi là device, thiết bị. Đúng chưa? Device. Thiết bị. Đó. Vậy thì những cái như thế được gọi là thiết bị. The new devices will be installed at the US airports. Vậy thì chúng ta hay có cái động từ mà đi với device là cài đặt, đúng không? Install. Cái này thì các bạn đều biết này. Bởi vì các bạn xài máy tính cũng rất là nhiều, điện thoại cũng rất là nhiều. Mà các cái chức năng, ví dụ như cái biểu tượng bánh răng á, thì nó hay là installation, đúng không? Đấy. Vậy thì động từ cài đặt nè, install. Hay là danh từ của nó, sự cài đặt là installation. Về cái chủ đề technology này, cô nghĩ là khá là quen thuộc với các em này. Vì các em sử dụng công nghệ khá là nhiều. Mà không phải là cái nào, phần mềm nào nó cũng dịch sang tiếng Việt ấy. Nên là có thể có một số các từ các bạn biết mà khá là quen. Tiếp theo của từ device, chúng ta có từ smartphone. Chính là cái thiết bị mà các em đang dùng ấy. Đúng chưa? Nó khác cái phone bình thường ở chỗ nào?
Vậy thì phone truyền thống là chúng ta chỉ có chức năng nghe, gọi và cùng lắm là nhắn tin phải không nào, hoặc nghe đài FM. Vậy thì smartphone nó hơn ở chỗ là nó có thể chụp ảnh này, có thêm một vài tính năng đặc biệt phù hợp với thời đại công nghệ, đó chính là lướt web, thì đó là smartphone. Hoặc là thêm một vài tính năng ví dụ như là màn hình cảm ứng, hoặc là nhận diện giọng nói, nhận diện khuôn mặt, và tí nữa chúng ta sẽ được học nhá. Ok, vậy thì smartphone, âm O này, smartphone là điện thoại thông minh. Đấy, ví dụ you can use your smartphone to access the internet. Chúng ta có động từ access được chưa? The internet. Đó. Tiếp theo smartphone này chúng ta có cái từ application. Đó. Ví dụ như là cái ứng dụng camera này này, ở trên màn hình có rất là nhiều ứng dụng đúng không? Weather này, hay là Excel, hay là Word, hay là Store, hoặc là Calendar. Thì tất cả những cái ở trên điện thoại mà các em những cái hình vuông vuông á, thì nó là application, application, được chưa? Ứng dụng. Rồi. Vậy thì chúng ta có application là ứng dụng, danh từ. Tất cả những cái ứng dụng là những cái mà các em cài đặt ở trong điện thoại ấy, thì mình gọi là ứng dụng nhé. Ứng dụng điện thoại này, máy tính bảng này. Đây này, ví dụ như những cái ô vuông mà cô có trên màn hình ạ, thì tất cả đều là ứng dụng, application. Đó. Tiếp là chúng ta có software. Hơi na ná cái application đúng không? Nhưng chỉ khác là nó là computer program, tức là phần mềm máy tính. Đó, phần mềm được chưa? Software, phần mềm máy tính. Thì nó cũng có nghĩa tương đồng với application đúng không nào? Application là mình dùng trên điện thoại hay sao ấy? Và software là mình dùng trên máy tính vì nó là computer program mà. Ok nhá. Đó là application và software. Rồi, sang đến từ tiếp theo. Các em thì trong cái thời nghỉ dịch này thì các em đã khá là quen thuộc với lại e-learning, học trực tuyến đúng không nào? Và các em được sử dụng, được học rất là nhiều các cái ứng dụng để học trực tuyến, ví dụ như là Facebook này, FaceTime, hay là Livestream, hoặc là Zoom, hay là Chance, với cả cái gì nhỉ, Microsoft Teams. Vậy thì đấy là một trong những cái learning tool. Là gì đây? Công cụ học tập. Vậy thì công cụ học tập nó là những cái mà để phục vụ mục đích học tập đúng không? Nhưng mà nó không phải là bút chì hay là sách vở hay là thước kẻ như ngày xưa, mà nó là những cái công cụ mà mình học, mà các em làm quen từ trong cái thời Covid ấy. Thực ra thì trên thế giới người ta đã làm quen rất là lâu rồi, nhưng mà mình thì mình gọi là mới làm quen, bởi vì mình vẫn quen với lại cái cách học truyền thống đúng không nào? Đến lớp xong rồi học hỏi giáo viên, cầm sách vở, cầm cặp sách các thứ đồ đạc lên, gọi là học offline. Bây giờ mình mới được quen đến phương pháp học online phải không? Vậy thì learning tool, công cụ học tập. Đó. Tiếp này, vừa nãy cô giới thiệu đúng không? Một trong những cái công cụ, những cái đặc điểm khác biệt của smartphone. Đó là cái gì đây? Voice recognition. Chính là voice là tiếng tiếng nói đúng không? Giọng nói. Recognition chính là danh từ của từ recognize, là nhận ra. Vậy voice recognition là nhận dạng giọng nói. Chính là một cái gọi là như kiểu nó gọi là cái gì nhỉ? Tiếng Việt nó gọi là gì nhỉ? Chức năng, đúng rồi, chức năng của smartphone phải không nào? Nhận dạng giọng nói. Vậy thì muốn nhận dạng giọng nói ạ, muốn voice recognition thì mình phải record đúng không? Ghi âm nó vào. Vậy thì chúng ta có động từ ghi âm, record. Record. Trọng âm và âm hai nhé. Còn nếu cái từ này mà là danh từ thì nó là record.
record, ghi âm. Voice recognition này. Và record. Tiếp theo, một cái ứng dụng nữa, một cái chức năng nữa. Chức năng chạm này. Là cái gì đây? Touch screen. Là cái gì nhỉ? Màn hình cảm ứng. Bây giờ smartphone nào cũng có touch screen đúng không? Quá quen thuộc rồi. Thậm chí bây giờ có cả laptop có touch screen. Xài như máy tính bảng luôn. Và cái đầu ngón tay thì mình gọi là fingertip. Touch screen, màn hình cảm ứng. Touch là sờ này, chạm này. Screen là màn hình này. Màn hình cảm ứng. Noun phrase nhá. Fingertip, noun, đầu ngón tay. Ok. Trong cái hình này người ta đang sử dụng cái tablet. Chính là máy tính bảng. Tablet hoặc tablet để được. Máy tính bảng được chưa? Và chúng ta có một cái danh từ instruction. Chính là hướng dẫn hoặc là sự hướng dẫn. Đấy. Rồi. Vậy thì chúng ta vừa mới đi qua cái phần vocabulary. Vocabulary nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài tập. Bài tập chúng ta có ngày hôm nay đó chính là điền từ. Các em được cho trước 5 từ sau. Record, ghi âm đúng không nào? Động từ. Smartphones, gì nhỉ? Điện thoại thông minh. Application, ứng dụng. Tablet, máy tính bảng. Và touch screens, màn hình cảm ứng. Nhưng số nhiều nhá. Thì các bạn sẽ điền cho cô vào những cái chỗ trống sau đây. Ừ, không làm sao hết nhá. Bởi vì hôm nay nó cũng có vấn đề ấy, nên là các bạn vào muộn thì cứ vào thôi. Không làm sao nhá. Được rồi, vậy thì cô luôn luôn hướng dẫn các em là làm những cái bài điền từ này đúng không? Những cái mẹo làm bài điền từ vậy. Nhưng mà hình như chả bạn nào áp dụng ấy. Bởi vì các bạn toàn dịch nghĩa ra xong rồi các bạn làm ấy. Có cái mẹo đấy thì các bạn sẽ giảm bớt được cái thời gian mà các bạn phải ngồi tỉ mẩn với lại những cái bài tập như thế này. Các bạn xác định này. Ở đây nhìn vào 5 cái từ này thì chúng ta thấy một động từ và 4 danh từ, phải không? Nhưng mà chỉ có 2 danh từ là số nhiều. 2 danh từ còn lại là số ít. Vậy thì các bạn sẽ xem chỗ nào cần điền số nhiều nhá. Cần điền số ít nhá thì các bạn xác định luôn, loại trừ trường hợp luôn. Ví dụ ở cái câu dưới này này thì nó đang có một cái ô trống ở đằng sau mạo từ ân đúng không? Mình học mạo từ ân rồi. Vậy thì là chỗ này sẽ là số ít. Và on her ở đây có một her này thì đằng sau này danh từ cũng là số ít. Phải không nào? Đó. Đấy, xong rồi ở trên này này, my kid này, want to sing, and là nối giữa hai loại từ cùng loại đúng không? Vậy ở đằng trước nó có sing là động từ, vậy đằng sau cũng là động từ. Vậy động từ đâu điền vào đây? Đó, sơ sơ như thế là các em đã điền được 3 ô trống rồi. Vậy thì 2 ô trống còn lại. Quá dễ. Đó là những từ còn lại thôi. Ở đây đúng không? Cái chỗ trống này là động từ, mà trong đó 5 thằng này thì có mỗi một thằng là động từ. Sau đó là có cái sau ân là số ít này. Sau hơ là số ít này. Vậy thì 2 cái danh từ số ít điền hết vào đây. Còn lại 2 cái trên này là 2 thằng số nhiều. Sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý nữa thôi. Phải không nào? Vậy thì có phải là các em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho cái việc điền từ không? Rồi nhá, nhắc lại nhá, bởi vì có một số bạn vừa vào này. Chúng mình vừa mới học qua được một phần vocabulary, từ vựng liên quan đến technology thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập để ôn lại cái nghĩa của các cái từ đấy thôi. Thì chúng ta có 5 cái từ: record, động từ, thu âm đúng không, ghi âm, smartphones, điện thoại thông minh, application, ứng dụng, tablet, máy tính bảng và touch screens là màn hình cảm ứng. Các em điền vào đây. Hết thời gian nhé. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn làm cho cô 2 từ đầu tiên. Bạn Tùng Dương. Tùng Dương làm cho cô 2 câu đầu tiên. 2 cái chỗ trống đầu tiên. Uh,
smartphone. Ừ, đúng rồi. À, từ tiếp theo, chỗ trống tiếp theo. Application. Chưa đúng nha. Chưa đúng nha Dương. Ok, bạn nào có bạn điền chỗ trống thứ nhất, smartphone là đúng rồi này. Chính xác này. Children are increasingly using smartphone. Mời bạn Trường An điền cho bạn chỗ trống thứ hai. Talk screens. Ừ, đúng rồi. With touch screens. Phải không nào? Đấy. Rồi. Chỗ trống tiếp theo này. Mời bạn Hoàng Hiếu đi. Em đây. Ừ, em làm cho cô chỗ trống tiếp theo. Cái chỗ trống thứ ba thì là record. Ừ, động từ đúng không? Record. Vâng. Chỗ trống thứ tư nữa em. Application. Using an application, đúng rồi. Có mỗi cái từ application này là nó có, nó có nguyên âm đúng không? Nó sẽ dùng với từ ân. Rồi còn lại là tablet. Tablet. Em dịch cho cô bài này xem nào. Dịch từ đầu cô. Ừ. Trẻ con. Ừ. À, sử dụng increasing là gì cô? Ngày càng tăng. Trẻ con sử dụng điện thoại thông minh với cảm ứng, màn hình cảm ứng ngày càng tăng. Ừ. In early education trong... là gì hả em? Education là gì? Dạ đi em cha. Sao phải cha? Education là giáo dục. Early là gì? Early là sớm. Đúng rồi. Vậy early education là gì? Giáo dục sớm à? Đúng rồi. Thế thôi. Tiếp nào. Trẻ con của tôi muốn hát và sao ghi lại, âm. Sao lại dịch là trẻ con của tôi buồn cười đấy nhỉ? Con tôi. À, con tôi muốn hát và ghi âm bài hát về hoa hướng dương. Ừ, đúng rồi. Why là gì? Why là gì nhỉ? Học why rồi. Trong khi... Why là... Thỉnh thoảng. Trong khi, không phải thỉnh thoảng. Trong khi... Create là tạo ra này. A drawing là vẽ này. Vẽ. Dịch là vẽ thôi. Trong khi vẽ. Và sử dụng phần mềm trong máy tính bảng. Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn em. Đó, vậy thì chúng ta có một cái đoạn ngắn ngắn như thế này. Tiếp theo, một đoạn ngắn ngắn nữa. À, vẫn là điền từ. Lần này thì chúng ta có bốn từ khác. Technology là công nghệ đúng không? Devices là các thiết bị. Learning tools, các công cụ học tập này. Digital, kỹ thuật số, đúng không nào? Rồi các bạn có một phút để suy nghĩ nhé. Trong lúc các bạn suy nghĩ thì cô cũng hướng dẫn các bạn luôn này, gợi ý này. Chúng ta có cái chỗ trống đầu tiên. Has become. Vậy đây là một danh từ đóng vai trò chủ ngữ. Mà chủ ngữ phải số ít thì đằng sau nó mới chia là has, đúng không? Vậy loại luôn các cái từ số nhiều và cái từ tính từ này. Đấy, thế có dễ không? Using technological này. Vậy thì ở đây có technological là tính từ. Đằng sau là một danh từ. Mà danh từ như thế nào để đằng sau nó liên quan đến computers, đúng không? Đó. Thứ ba, with the help of these. Vậy có... từ chỉ số lượng these, số nhiều. Vậy thì mình sẽ điền vào đây một danh từ số nhiều. Đúng chưa? Và cuối cùng chúng ta có go. À, bạn nào mà tập trung nghe giảng lúc nãy cô đã hướng dẫn cái go cộng với cái gì đó một lần rồi. Rồi, làm bài nào. Mời bạn làm cho cô câu 1 và câu 2. Mời bạn Hoàng Long. Câu 1, câu 2 là câu 1 là technology, câu 2 là device. Đúng rồi, em dịch cho cô từ technology cho đến for the students. Công nghệ ngày càng trở nên là một công cụ quan trọng
trong đời sống của chúng ta. Sử dụng những thiết bị công nghệ như máy tính sẽ giúp cho nền giáo dục ngày càng trở nên thú vị và vui nhộn hơn đối với học sinh. Đúng rồi, chính xác. Đấy, ví dụ như các bạn nào mà thắc mắc cái cách dịch cái cụm từ technological devices thì theo quy tắc tiếng Anh nhá, mình dịch ngược từ dưới lên. Một cái cụm từ chẳng hạn, một cụm danh từ thì mình cứ dịch ngược từ dưới lên. Technological devices mình dịch á, thiết bị công nghệ, đúng không? Đó. Hai chỗ trống tiếp theo mời bạn Hoàng Văn Nghĩa. Cô là chỗ trống thứ ba điền là learning tools. Ừ. Còn cuối cùng là digital. Ừ, em dịch cho cô cả câu này đi. Với sự giúp đỡ của các phần mềm học tập thì giáo dục trở nên đúng không? Ừ. Thì giáo dục trở nên gì nào? Digital là gì em? Kỹ thuật số ạ. Đúng rồi, trở nên kỹ thuật số thì thôi. Như là mình đang học này, đang giáo dục đang trở nên kỹ thuật số này, công nghệ 4.0 rồi đấy. Rồi, ok, cảm ơn em. With the help of these learning tools, với những cái công cụ học tập, ví dụ như là Zoom hay là live stream đúng không? Hoặc là những cái nền tảng Big Blue Button á. Bạn nào học Big Blue Button thì các bạn sẽ biết rất là hay, kết hợp rất là nhiều tính năng. Thì education, giáo dục sẽ trở nên kỹ thuật số. Các bạn không cần, sau này đây sẽ là xu hướng của giáo dục này. Các bạn không cần phải tập trung, các bạn không cần phải đến lớp nhưng các bạn vẫn có thể học được. Thậm chí là bởi vì bây giờ các bạn là học sinh cho nên các bạn chưa quen thôi. Chứ lên đến bậc đại học là các bạn cũng học từ xa rất là nhiều. Và chủ yếu là các bạn sẽ học ở nhà. Đó. Ngày xưa cô nhớ là cô học các cái môn thể chất ấy, thì cô phải đến trường thôi. Còn đâu học các môn chuyên ngành thì cô chỉ ngồi ôm máy tính. Đó. Thì đó là học sử dụng learning tools. Rất là hay. Rồi, vậy thì chúng ta đã đi hết cái phần vocabulary. Sau đây chúng ta sang với phần 3, gọi là mục 2 chấm, là grammar, ngữ pháp. Vậy thì ngữ pháp của chúng ta có cái gì? Đây, em nhìn vào cái ô này chúng ta thấy có relative pronouns này, gọi là đại từ quan hệ hay đại từ liên hệ. Và relative clauses là mệnh đề quan hệ. Để mình sẽ đi ôn lại hai cái vấn đề này nhé. Đầu tiên là relative pronouns này, đại từ liên hệ. Thì bạn nào còn nhớ đại từ liên hệ có mấy loại? Không phải mấy loại mà là mấy cái đi. Mấy đại từ quan hệ? Mấy đại từ liên hệ? Không đứa nào biết, gọi anh Quân. Anh Quân đâu rồi? Đấy, lại chạy đi đâu ở đây. Rồi. Có bạn nào biết có mấy đại từ liên hệ không nhỉ? Giơ tay hoặc là nhắn cho cô. 5. Ok, 5. Đúng rồi. Chúng ta có 5 đại từ liên hệ nhá. Để dịch cái này sang đây đã. Cho nó đỡ che nhá. Rồi. Nếu mà bị che đen thì bảo cô nhá. Rồi chúng ta sẽ xem 5 cái đại từ liên hệ là gì này. Đầu tiên là chúng ta có who. Đúng không? Vậy thì sơ qua một chút về who. Who chính là đại từ quan hệ chỉ người. Làm chủ ngữ. Vậy thì làm chủ ngữ tức là như thế nào ạ? Tức là sau who nó có động từ. Ví dụ các em nhìn vào cái ví dụ này này. The man, who đúng không? Theo sau nó là is sitting, tức là động từ. Who is sitting by the fire is my father. Đấy, thì là who nó thay thế cho chủ ngữ. Vậy thì nó sẽ mình sẽ dùng who để thay thế cho danh từ chỉ người làm chủ ngữ nhé. Tiếp theo là mình có whom. Cũng là thay thế cho danh từ chỉ người nhưng làm tân ngữ. Làm tân ngữ thì đằng sau nó sẽ là SC cộng với verb, mệnh đề. Ví dụ, the woman whom you saw. Nhìn thấy chữ you và chữ saw chưa? You là chủ ngữ và saw là động từ.
Vậy thì đằng sau nó là SC cộng verb thì nó sẽ thay thế cho danh từ làm tân ngữ. The woman whom you saw yesterday is my aunt. Vậy thì chúng ta có nhóm đầu tiên, nhóm danh từ chỉ người, who và whom. Một cái làm chủ ngữ, một cái làm tân ngữ. Tiếp, vậy chúng ta muốn chỉ vật thì chúng ta dùng từ nào? Đầu tiên là chúng ta có từ which. Cứ vật là mình dùng được which, đúng không nào? Không quan trọng là chủ ngữ hay tân ngữ. Ví dụ ở đây có hai câu. Một câu là thay thế cho chủ ngữ, một câu thay thế cho tân ngữ này. Câu của chủ ngữ thì các bạn cứ biết là đằng sau nó, đằng sau đại từ liên hệ sẽ là động từ. Ví dụ the hat which he read is mine. Thay thế cho tân ngữ thì đằng sau nó là một SC cộng verb. This is a book which I like best. Đó. Vậy thì chúng ta có người này, có vật rồi. Vậy nếu như mà danh từ của chúng ta là hỗn hợp cả người và vật thì sao? Chúng ta dùng that. Đó. Vậy thì cái that này nó là cái đa dạng. Mình có thể dùng nó thay thế cho người cũng được, cho vật cũng được. Và thậm chí hỗn hợp cả người cả vật mình dùng that. Ví dụ I can see the girl and her dog that are running in the park. Vậy chúng ta thấy the girl là người, her dog là vật. Vậy chúng ta phải dùng that để thay thế mà không thể dùng who hay dùng which. Được chưa? Ví dụ như cái câu the man who is sitting này, mình cho that vào cũng được. This is a book which I like best, mình cho that vào cũng được. Dạ, nhưng mà nhớ cho cô một lưu ý, đó chính là chỉ dùng cho mệnh đề quan hệ xác định. Tức là trường hợp không có dấu phẩy thì mình mới được dùng that, còn thấy dấu phẩy thì né nó ra nhá. Cái đại từ liên hệ cuối cùng mà cô muốn nhắc lại cho các bạn nhớ đó chính là whose. Whose tức là sở hữu. Vậy thì chúng ta có whose cộng với một danh từ. Theo sau nó là một danh từ phải không nào? Thì sẽ bằng danh từ cộng với of which. Ví dụ the boy whose bicycle you borrowed yesterday is Tom. À, thì theo sau whose nó là danh từ bicycle. John found a cat whose leg was broken. Đấy, John tìm thấy con mèo mà cái chân của nó bị gãy. Còn đây là cậu con trai mà có cái xe bạn mượn ngày hôm qua tên là Tom. Chưa? Rồi nhá. Vậy thì đó là đại từ liên hệ. Chúng ta có 5 loại. Chúng ta sẽ sử dụng 5 loại này vào mệnh đề quan hệ đúng không nào? Vậy thì cái loại that nó hơi đặc biệt một chút. Chúng ta sẽ tìm hiểu riêng cái loại that. Cái loại that này thì nó sẽ được sử dụng nhiều trong so sánh nhất này. Các em thấy so sánh nhất thì các em nhét that vào cho cô. New Zealand is the most peaceful này. Thấy the most peaceful một cái là mình cho that vào nhá. So sánh nhất nhá. Hai là nó được sử dụng trong trường hợp có các đại từ bất định. Ví dụ như all, tất cả, none, không có gì, few, một chút, một ít, something, nothing, anything, hoặc là someone, anyone, everyone, no one. Khi chúng ta nhìn thấy các cái đại từ bất định như thế này ạ, thì mình sẽ không dùng which, không dùng who, mà mình sẽ dùng that, that. Được chưa? Anyone that knows about the fact must be proud. Nhớ cái đại từ bất định này này. Rồi, và cái thứ ba là cái lúc nãy chúng ta đã được đề cập đến, chính là hỗn hợp chỉ người và vật, thì mình dùng that. Vậy ba cái chấm tròn này thì mình lưu ý về trường hợp đại từ quan hệ that. Được chưa? Xong đại từ quan hệ nhá, đại từ quan hệ hoặc đại từ liên hệ. Giờ mình sang đến một bài tập nho nhỏ để thực hành một số các cái đại, năm cái đại từ quan hệ, liên hệ vừa rồi mình học này. Có 6 cái câu như sau. Sao đây? Ừ. Rồi có 6 cái câu như sau này. Mình sẽ vừa thực hành, mình vừa học luôn.
Thế chép kịp hả? Tí cô quay lại cho mà xem. Rồi nhá. Vậy mình sẽ sử dụng which này, that này, who, whose để điền vào 6 cái câu này. Có cả whom nữa nhá. Cô viết thiếu đấy. Thì 6 cái câu này thì các bạn có 1 phút để suy nghĩ. Các bạn nhớ là một câu này có thể điền được hai loại đại từ quan hệ nhé. Thì các bạn sẽ điền hết cho cô. Có bao nhiêu đại từ quan hệ điền được vào trong câu thì các bạn điền hết nhé. Cô sẽ hỏi. Đúng không? Nhắc lại này. Which là chỉ vật đúng không? That hỗn hợp cả người và vật này. So sánh nhất này. Đại từ bất định này. Who là chỉ người làm chủ ngữ. Whom là chỉ người làm tân ngữ. Whose là tính từ sở hữu. Thay thế cho tính từ sở hữu. Rồi. Bạn nào mà xong rồi thì giơ tay. Cô sẽ gọi trước. Mời bạn Long làm cho cô câu đầu tiên đi. Bật không được á. Ờ rồi, được rồi đó. Mời bạn Yên. Em chọn which is that? The house which my father built is big hả? That nữa đúng không em? Chính xác. Vâng. Đó, thì mình nhìn này. The house là danh từ chỉ vật. Vậy vì mình sẽ biết ngay là mình không thể chọn who và whom được. Vậy là còn which và that, đúng không? Trong trường hợp này thì không phải là sở hữu, cho nên mình sẽ bỏ luôn cả whose. Cái nhà, cái mà bố tôi xây thì to, đúng không? Câu tiếp theo mời bạn Ngọc An. Em điền who ạ. Who? Chỗ này cô điền that được không em? Không ạ, tại vì là đấy là mà sau mệnh đề hạn định nên mình không điền được that ạ. Đúng rồi, đây là mệnh đề quan hệ không xác định. Cho nên mình không dùng dạ. Cứ có dấu phẩy là mình sẽ né nó ra. Ghi chưa? Hu nha. Tiếp câu số 3. That media player nào. Mời bạn Hoàng Việt Anh. Việt Anh có đây không? Không có. Bảo Ngọc xem nào. Which? Which? Cô dùng that đúng không em? Maybe được cô. Maybe được hả? Vừa nhắc xong. That mình có sử dụng sau dấu phẩy không Ngọc ơi? Không. Không. Là không được nhá. Chắc chắn, chứ không phải maybe. Được chưa nào? Mình nhìn đến dấu phẩy đây này. Đây là mệnh đề quan hệ không xác định. Thì mình sẽ không dùng that. Câu 4. Mời bạn Trần Diệu Linh. Câu 4 là who's. Rồi, vậy thì câu 4 là who's. Chính xác, cảm ơn em. Được chưa ạ? Mình nhìn nhá. Chỗ này có dấu phẩy nên mình loại luôn that này. Không dùng that nữa. That's Peter. Có Peter nè. Danh từ đúng không? Vậy, danh từ chỉ người. Vậy mình bỏ luôn which. Vậy thì còn trường hợp của who và whose. Nhưng mà đằng sau mình thấy có danh từ này. Father. Vậy thì chỗ này là sở hữu. That is Peter. Đó là Peter. Người mà có bố vừa từ Philippines trở về. Câu 5. Bạn Gia Bảo. Bảo ơi. Câu 5 là who. Chỗ này cô dùng that đúng không em? Được ạ. Chỗ này cô dùng từ nào khác ngoài who và that được không? Không ạ. Sao lại không? Đằng sau chỗ trống là loại từ gì em? You là loại từ gì? Như là cái gì nhỉ?
Chủ ngữ hay tân ngữ hay động từ đây? Chủ ngữ à? Ừ, chủ ngữ. Vậy thì đằng sau chỗ trống em thấy you là chủ ngữ này, have just spoken là động từ này. Vậy thì đây, chỗ trống này nó thay thế cho tân ngữ. Vậy mình dùng cái gì? Whose. Đấy, lại linh tinh. Mình dùng whom. Mình dùng who cũng được này. Mình dùng whom vì nó thay thế cho tân ngữ này. Hoặc là mình dùng that cũng được vì đây là mệnh đề quan hệ xác định. Còn câu cuối cùng. Mời bạn... Đâu rồi? Vừa nhìn thấy bạn Thành xong đã biến đâu mất rồi đấy. Thôi gọi Thành nữa. Gọi bạn Quyến đi. Mời bạn Quyến trả lời cho cô câu số 6 nào. Ủa ta? Em cô là ừ. People. Với cả giáp. Ừ, đúng không? Không phải. Nào, chúng ta cùng phân tích cái trường hợp này nhá. Who với that là sai. Vì em nhìn thấy chữ work. Em tưởng nó là động từ đúng không nào? Nhưng mà chữ đằng sau chúng ta có từ involves là động từ. Cho nên cái từ work này là danh từ. Để chúng ta chọn sở hữu nhá. People whose work có nghĩa là những người mà có công việc involve là bao gồm việc sử dụng máy tính for most of the day là hầu hết cả ngày á, thì có thể suffer from headache là sẽ bị đau đầu. Đúng chưa? Work này mình phải xem xét. Hay ghê. Rồi, vậy thì work này nó là danh từ. Sao danh whose nó sẽ cộng với danh từ chỉ sự sở hữu. Được chưa nào? Chúng ta sang bài tiếp theo này. Điền luôn. Phương vào muộn à? Cho Phương làm hai câu đi. Cho đỡ đen nhá. Phương đâu rồi? Dạ. Làm cho cô câu 1, câu 2. À, vâng. Em vừa vào, em không biết gì đâu cô. Là chúng ta lại không biết gì, chết tôi mất. Cái này học rồi mà, thôi mời bạn khác, mời bạn Ngọc Mai đi. Dạ. Câu 1, câu 2. The laptop wood cover is decorated. Mm. The laptop wood cover. Whose? Đúng rồi. Cover là danh từ đúng không? Vỏ. The laptop thì cái mà có vỏ is decorated. Câu 1 là gì em? Which? Đúng rồi. Hoặc là that. Đúng rồi. Mất luôn rồi. Rồi, cảm ơn em. Tiếp, mời bạn xem bạn nào chưa. Bạn Nam Hải đi. Mời bạn Nam Hải làm cho cô ba câu cuối cùng. Em cô là câu số 3 là which. Ừ, cô dùng that được không? Đó không. Ừ, đúng không? Câu cũng phải. Câu tiếp theo là who đúng không? Có dùng that được không? Có. Đúng rồi. Tiếp cuối cùng. Which? Em nhìn đằng sau nó là loại từ gì em? Danh từ. Water is blue đúng không? Nước màu xanh. Vậy liên quan gì đến Hoàn Kiếm Lake nào? Em cô là cái hồ Hoàn Kiếm nó màu xanh. Ừ, vậy cái nước của hồ Hoàn Kiếm nó màu xanh thì em điền loại từ gì vào đây? Dạ, whose. Đúng rồi, chính xác. Đấy nhá. Cách làm là như vậy. Đầu tiên mình xác định xem là nó là danh từ. Đây để các bạn nhìn thấy water is blue đúng không? Thế
Theo các bạn thì thường là mình sẽ xác định đây là water là subject chẳng hạn, hay là is là động từ, thì các bạn cho ngay which vào đây là không được. Thì các bạn phải xem là cái water này nó có mối liên hệ như thế nào với cái chủ ngữ ở đằng trước, cái dấu phẩy này này. Đó, vậy thì khi các bạn xác định được cái mối liên hệ của nó, nước với lại hồ, mà nước màu xanh đúng không? Vậy thì các bạn sẽ phải điền sở hữu vào đây. Nó có phải sự có sự liên kết với nhau thì nó mới thành một câu. Ở trên này cũng thế. Laptop và cái cover thì nó liên quan như thế nào với nhau? Vỏ và cái máy tính thì phải là vỏ của cái máy tính. Nước của hồ, tương tự như vậy. Bố của bạn trai đó, ví dụ như thế. Tiếp này, hai câu cuối cùng, mời bạn bạn nào chưa gọi bao giờ ta? Minh Thư. Thư đâu rồi nhỉ? Ừ, làm cho cô hai câu này. Câu trên là who's. Đúng rồi, who's. Câu dưới là who ạ. Who, cô dùng that được không em? Không ạ. Không, sao dấu phẩy. Rồi nhá. Đó, thì tương tự với lại hai cái câu who's trước, cô giải thích ấy, chỗ này xuất hiện parents và danh từ đằng trước là children. Về liên quan, các em phải nối nó vào với nhau. Bố mẹ của đứa trẻ, đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ sang đến phần cuối cùng là phần relative clauses, phần đại phần mệnh đề quan hệ. Thì chúng ta sẽ sử dụng 5 cái đại từ liên hệ lúc nãy chúng ta học để tạo thành relative clauses. Nào, đại từ liên hệ thì nó có 5 cái: who, whom, whose, that và which. Còn mệnh đề quan hệ thì chỉ có 2 loại mà thôi. Là gì đây ạ? Mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Xác định tức là như nào ạ? Các em hay nhầm định nghĩa ra hai cái này này. Xác định thì em cứ nghĩ là dấu phẩy, nó không xác định thì lại không dấu phẩy, thế là bị ngược. Mệnh đề quan hệ xác định tức là nó làm nhiệm vụ xác định ý nghĩa của một câu, cho nên nó cần thiết và không có dấu phẩy. Còn mệnh đề quan hệ không xác định tức là nó có thể lược bỏ mà không ảnh hưởng đến nghĩa của câu. Nó không làm nhiệm vụ xác định. Nó chỉ làm nhiệm vụ bổ sung ý nghĩa thêm mà thôi. Ví dụ nhé. The writer who wrote Kiều story is Nguyễn Du là một mệnh đề xác định. Vì sao ạ? Nếu chúng ta bỏ cái gạch chân đi thành the writer is Nguyễn Du, chả hiểu gì. Writer nào? Tại sao the writer lại là Nguyễn Du được? Có hàng tỷ writer trên thế giới cơ. Tại sao mình lại nói một câu là nhà văn là Nguyễn Du? Thì chúng ta cảm thấy nó không có cái background knowledge, chúng ta không hiểu được. Vậy thì đây là mệnh đề quan hệ xác định, tức là nghĩa của nó cần thiết cho câu, không thể lược bỏ. Nếu lược bỏ sẽ không có nghĩa. Còn mệnh đề quan hệ không xác định ạ, mình bỏ đi thì câu nó vẫn có nghĩa. Ví dụ Nguyễn Du died many years ago. Nguyễn Du đã mất rất nhiều năm trước, vẫn có nghĩa. Đúng chưa? Vậy thì cái mệnh đề ở trong ngoặc kép nào trong dấu phẩy nó chỉ dùng để bổ sung ý nghĩa mà thôi. Bổ sung thêm nhé. Rồi ạ, vậy thì hai cái loại mệnh đề quan hệ xác định và không xác định này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái mệnh đề không xác định nhé. Vậy thì mệnh đề không xác định nó sẽ có những cái cần gì cần chú ý nào. Thứ nhất này, nó là mệnh đề bổ sung ý nghĩa thôi, có thể bỏ nhé. Các em muốn biết thế nào là xác định hay không xác định thì thứ nhất là mình sẽ nhìn vào cái dấu hiệu này cho cô. Có dấu phẩy hay không? Bỏ đi, câu có nghĩa hay không? Đó, hai cái cách này, kiểu gì các bạn cũng xác định ra. Cấu tạo này, mình sẽ dùng dấu phẩy để ngăn cách mệnh đề quan hệ không xác định với các thành phần còn lại của câu. Lưu ý, trong mệnh đề quan hệ không xác định thì mình không dùng that, thấy dấu phẩy thì né that ra.
Và which đằng sau dấu phẩy còn có thể mang chức năng của một từ nối, tức là nó thay thế cho cả mệnh đề đằng trước. Lát nữa mình sẽ xem ví dụ. Nhận biết nào. Vậy thì nhận biết, khi mà mệnh đề quan hệ không xác định, nó xuất hiện khi mà danh từ được bổ nghĩa là một danh từ riêng. Tức là danh từ trước dấu phẩy ấy, là một danh từ riêng. Ví dụ the sun là danh từ riêng phải không nào? Ai cũng đều biết the sun rồi. Cho nên cái mệnh đề đằng sau trong ngoặc á, nó chỉ có tác dụng bổ sung thêm ý nghĩa mà thôi. The sun keeps our planet warm enough to live. Nói câu này ai cũng hiểu. Thứ hai, nhận biết là ở chỗ cụm danh từ được bổ nghĩa có tính từ sở hữu. Ví dụ my son, your pet chẳng hạn, hoặc là their students. Đó. Thì có xuất hiện tính từ sở hữu thì đằng sau sẽ là mệnh đề quan hệ không xác định. Và cái cuối cùng là cụm danh từ được bổ nghĩa có đại từ chỉ định. This, that, these và those. Tức là mình chỉ định á, là mình đã xác định nó rồi. Vậy cái mệnh đề trong dấu phẩy ấy, thì nó chỉ có chức năng bổ sung thêm ý nghĩa mà thôi. Đó. Ví dụ cái câu bỏ đi cái which này. I have bought this camera. Tôi vừa mới mua cái camera này. Vậy thì chúng ta hiểu câu này đều có nghĩa. Đầy đủ nghĩa nữa là đằng khác đúng không? Rồi nhá. Vậy thì đó là những cái lưu ý về mệnh đề quan hệ không xác định. Thì định nghĩa là một cái mệnh đề dùng để bổ trợ, bổ sung. Cấu tạo là có dấu phẩy. Lưu ý là không được dùng that. Nhận biết là trước đó là danh từ riêng, danh từ có tính từ sở hữu và danh từ có đại từ chỉ định this, that, the, those. Rồi. Dễ phải không? Ví dụ nhé. Đây mình xem ví dụ này. Đây tất cả những cái này đều là mệnh đề quan hệ không xác định này. COVID-19 đúng không? Which makes people frightened and worried. Phải, đúng chưa? My nephew. Đấy, chúng ta xuất hiện tính từ sở hữu. Ở bên dưới chính là một cái ví dụ cho which thay thế cho cả một mệnh đề này. She can't come to my birthday party. Điều này làm tôi buồn. Thì which nó sẽ thay thế cho cả cái cụm she can't come to my birthday party. Chứ không phải nó chỉ thay thế cho từ party thôi đâu. Nhớ cái trường hợp này nhá. Mrs. Hoa này, who's son. Được chưa? Đấy. Ở đây mình có dùng gọi là where để thay thế cho in which này. Cô sẽ giảng thêm một buổi về where, when. Where, when và why. Đây, Peter này, who is suspected of. Danh từ riêng đúng không? Đất cảng restaurant là danh từ riêng. Miss Hoa cũng là danh từ riêng. My nephew thì có tính từ sở hữu. Đấy. Được chưa nào? Xong rồi nhá. Vậy thì một cái điều cần thiết là các em phải làm được bài tập cơ. Chứ lý thuyết thì nó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Các em phải vận dụng được. Rồi, vậy thì bài đầu tiên của các em, em sẽ làm một cái bài nối cho cô. Nối các cái từ 1 đến 6 của bên bên trái này với lại từ A đến F của bên phải. Thì các bạn nối cho cô. Bạn luận nhé. Bạn ấy gửi cho cô một đáp án là 1B. Tức là I talked to a man who died many years ago ấy. Tôi nói chuyện với người đàn ông mà đã chết nhiều năm trước ấy các em ạ. Rồi, bạn khác. Mời bạn Minh Thảo đi. Một nối với gì em? Minh Thảo đâu nhỉ? Minh Thảo có đây không? Không có ạ. Phương giơ tay à? Ờ, gọi Phương đi. Gọi cho đỡ đen. Gọi xong nó lại biến mất đấy. Thế buồn cười. Phương làm cho cô câu đầu tiên. Em đưa cô là câu 1 là... Ơ, cô... Thôi là câu 1 là F cô.
Câu 1 là F. I talked to a man who had gone missing during the war. Nghĩa là gì hả Phương? Tôi nói chuyện với người đàn ông mà đã cái gì đấy mất tích. Bỏ lỡ đi. Had gone missing là bị mất tích trong chiến tranh. À, bị mất tích. Ừ. Nghe nó có hợp lý không? Có ạ. Không. Ơ, thế thì nó mới giống kể. Vớ vẩn. Thế thì là... Làm luôn cho cô câu số 2. Em à? Ừ. Câu 2 là... F. Câu 2 là gì? Nếu mà câu 4 không phải F thì câu 2 là F. We often visit our grandfather in Vinh là gì? À thôi, em nhầm. Ừ. Câu 2 là D. D đúng rồi. Ở đây có từ Vinh à, là địa điểm này. Mà em lại cho là who. Người em tưởng tên. Tại lớp có bạn Vinh. Ừ, lớp có bạn Vinh đúng không? Vớ vẩn. Rồi, vậy thì câu 2 là bạn Phương vẫn bảo là D. Lát nữa chúng ta sẽ xem. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn nữa làm... Bạn Lê Hoàng Hiệp, làm cho cô câu 3 và 4 đi. Hiệp đâu rồi? Không bấm được ý. Buồn lắm. Đó. Ừ, làm cho cô câu 3 và 4. Em tìm. Em tìm á hả? Không, cho em tìm. A là gì đây? Thank you very much for the book. Cảm ơn bạn rất nhiều vì cuốn sách. Book thì là người hay vật hả em? Đây là vật đó. À. Thì em loại hết tất cả các phương án có who đi. Thì còn A và D, nhưng D bạn Phương vẫn nối rồi. Thì em gọi trả lời A hay go? A, đúng rồi. That you send me. Câu 4 nào. Câu 4. Hơn cho em tí. Hơn xăng là này. Người hay vật? Người à? Ừ. Vậy bỏ hết tất cả các cái which đi. Mà em chưa hiểu nghĩa câu này. Ừ. Câu 4 nhá. The man turn out. Turn out là hóa ra là ấy. Được chưa? Turn out to be son là cái người đàn ông hóa ra là con trai của cô ấy. Đừng có nối B nhá, cô đánh đấy. F à? F, đúng rồi. Đây mới là F nhá. The man turned out to be a son who had gone missing during the war. Cái người con trai mất tích ấy. Kiểu như người con trai mất tích trở về ấy các em. Còn câu 1 thì tí nữa mình sẽ xem còn lại là gì nhá. Tiếp này, câu 5 và 6 mời bạn Hoàng Long làm nốt cho cô này. Cô năm là C ạ. Đúng rồi. She admire people là gì? She, cô ấy khâm phục những người giàu có và thành công. Đúng rồi. Câu 6 còn lại nào? Câu 6 B ạ. B, đúng rồi. Have you heard of Hitler đúng không? Gọi là Đức Quốc xã đấy. Người mà đã chết nhiều năm về trước thì mới hợp lý. Thì còn lại cái câu 1 của bạn nào nhỉ? Của bạn Phương à? Thì mình sẽ nối với lại E. Tức là whose smartphone was stolen. Là cái người mà có điện thoại bị mất. Đó. Đáp án của chúng ta là như sau. 1 E này, 2 D này, 3 A này, 4 F, 5 C và 6 B. Mới là đáp án chính xác. Rồi. Sang bài tiếp theo. Các em xác định cho cô đâu là mệnh đề xác định và đâu là mệnh đề quan hệ không xác định. Xác định thì các em sẽ điền là D. Và không xác định tức là non-defining ấy, thì các em điền là N. Đó, đọc cái câu này. Xác định hay không xác định nào. Mời bạn Khánh Linh. Linh đồ nhỉ? Sao bật mãi không được này?
Cô ơi. Ừ, đây rồi. Là mệnh đề xác định ạ. Câu 1 là mệnh đề xác định đúng không? Xác định. Đây. Vâng. Câu 2. Câu 2 là nào, muốn xem xác định hay không xác định thì đầu tiên là mình xem nó có, thứ hai là mình xem bỏ nó đi thì nó có nghĩa hay không, đúng không? Vậy câu này có phẩy ở trước nó hay không hả em? Dạ có ạ. Có thì nó là loại gì? Không xác định à? Không xác định, chính xác. Phẩy về phẩy ngay trước cái mệnh đề đấy nhá, chứ không phải phẩy lung tung thì lại bảo là xác định, không xác định thì chết tôi. Rồi câu 3. Em làm luôn cho cô câu 3. Câu 3 là không xác định ạ. Không xác định, chính xác. Câu 4 luôn à? Câu 4 là không xác định ạ. Không xác định, rồi câu 5. Câu 5 là xác định ạ. Xác định, chính xác. Bởi vì không có nó là nghĩa của câu đó không hoàn thiện. Rồi, đáp án của chúng ta. Xác định, không xác định, xác định, không xác định và xác định. Đó, các em nhìn là câu 4 và câu 2 thì nó đều có dấu phẩy ngăn cách ở đằng trước mệnh đề quan hệ. Và mình bỏ nó đi thì cái gọi là cái nghĩa của nó vẫn đúng. Đây có my laptop này, có tính từ sở hữu này để xác định, không xác định được chưa? Rồi, smartphone can also be used to take photos or record student work. Chấm đến đây là đã đủ nghĩa lắm rồi. Rồi ạ. Và bài tập cuối cùng của chúng ta của ngày hôm nay, các em tìm lỗi sai cho cô nhé. Chúng ta có 5 câu. Tìm lỗi sai và sau đó các em có thể sửa được thì càng tốt nhá. Bạn nào đây? Bạn nào mà bạn Phương Thảo đi. Làm cho cô câu 1. Quá một xí thôi. Thì mình vào muộn mà. Làm nốt bài này rồi mình nghỉ nhá. Ơ, Thảo đâu rồi? Thảo nào cô? Cô đang bật mỗi em thôi đấy. Làm câu 1 đi em. Sai ở B ạ? Sai ở B. Thế em sửa thành gì nào? Was become. Was become à? Become đâu có phải là chia bị động em. Đấy. Rồi, cảm ơn bạn Thảo. Mời bạn Ngọc An xem nào. Câu 1 à? Ừ. Was become. Em thấy sai ở A, tại vì là có dấu phẩy ạ. Có dấu phẩy thì dùng que ảnh hưởng gì em? Không, nhưng mà em thấy ở A điền which hợp hơn ạ. Tại vì là, tại vì ở đây thì em nghĩ là Florida thì nó không hợp với từ que ạ. Nói chung là em làm nhiều thì em thấy thế. Đúng rồi. Which, nhưng em giải thích chưa đúng. Bởi vì em nhìn nhá, cái que này nó sẽ bằng với on which, in which và at which. Ở này em thấy cái động từ become nó có đi với giới từ bao giờ không? Đó. Nếu mà động từ nào mà nó đi với giới từ như là we live in, which we live in. Đấy, ví dụ nhá. Florida which we live in. Thì mình sẽ thay từ which và từ in đấy bằng where. Florida phải where we live. Đó. Thì các em phải xác định xem là cái động từ nó có đi với giới từ hay không thì nó mới được dùng where. Còn nếu nó không có giới từ thì mình phải dùng which. Được chưa? An làm tiếp cho cô câu đâu rồi? An lại chạy đâu rồi? Dạ, câu 2. Câu 2. Sửa gì em? Who hả? Outlook là gì? Who. Outlook là loại từ gì? Động. Sai rồi. Outlook là danh từ. Tầm nhìn nhá.
ở đây là danh từ á. À vâng. Ừ. Vậy thì thế thì là sao vẫn đúng. Who's vẫn đúng. Ừ. Cái gì đây? Đấy. Là nó sẽ hòa hợp với cái chủ ngữ outlook. Mà outlook này nó có phải số nhiều đâu mà chia cho A. Được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Được nhá. Cái động từ đây là sẽ là chia theo chủ ngữ outlook. Cho nên nó phải là is. Rồi, câu 3. Mời bạn Phan Khánh Huyền. Em giơ hai câu trước nhưng mà cô không gọi. Thế làm câu 3 bù đi em. Câu 3 là B ạ. Ừ, B. Sửa thành gì em? Which hoặc that. Ờ, rồi, chính xác. Which hoặc that. Vì chỗ này động từ của nó cũng không có giới từ. Được chưa nào? Thì mình sẽ không dùng where. Mời bạn Minh Phương làm cho cô câu tiếp theo. Câu 4. Em giơ câu 3 nhưng mà cô gọi bạn Khánh Huyền rồi. Thôi em làm câu 4 đỡ đi. Câu 4 em chưa nghĩ là... Xem nào. People who exercise này. Frequently. Đến nỗi A đã đúng chưa? Chưa. Tiếp đến B, đến C. Em giơ tay câu 3 mà. À, ok. Mời bạn khác. Mời bạn Long. Xem bạn Long... làm có em chọn là C không biết đúng không? C là sai. Thì sai. Ừ, em chịu. Sai rồi. C vẫn đúng mà, physical endurance là gọi là các cái sự dẻo dai về vật lý. Có vấn đề gì đâu em. Ở đây chỗ sai của chúng ta là D. Đó, chúng ta đang who này nó thay thế cho those people á, mà those people là số nhiều mà lại doesn't. Đấy. Được chưa? Don't. Và câu cuối cùng. Mời bạn bạn nào đây? Bạn Đức Thịnh đi. Nốt câu cuối cùng rồi chúng ta nghỉ nào. Thịnh ơi. Cái cô này các em nhìn nhá. Tất cả những cái bên trên này, những cái ví dụ như là câu 2 và câu 4, các em nhìn nó sai ở lỗi chia động từ đúng không? Bởi vì các em đang không biết là cái động từ này nó chia theo chủ ngữ nào. Ví dụ who's outlook on life A là sai, bởi vì cái chỗ to be này nó phải chia theo chủ ngữ là outlook chứ không phải. À, 5B. Ừ, 5B. Đúng không? Vì who này nó thay thế cho cái gì hả em? Who này thay thế cho cái gì đây? Cái women. Women đúng không? Women là số nhiều. Chính xác. Các em phải xác định xem là cái đại từ liên hệ này nó đang thay thế cho cái gì nhá. Ví dụ who's này nó thay thế cho cái gì? Nhưng mà đằng sau nó lại là danh từ là outlook. Cho nên nó phải là is. Còn bên dưới này who, câu 4 thay thế cho those là số nhiều. Đúng nào? Who ở câu 5 thay thế cho women là số nhiều. Vậy cho nên nó phải là who are. Đó. Vậy thì bài học của chúng ta kết thúc ở đây nhá. Bài tập về nhà của các em này. Bài tập về nhà của các em là học thuộc từ mới này. Và làm bài tập homework ở trên trang. Cô sẽ gửi cho các em, chỉ có trắc nghiệm thôi nhá. Thì các em sẽ làm bài tập. Rồi, vậy thì buổi học của chúng ta kết thúc ở đây. Chào các em và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.